Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Bản tin 24 giờ. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chương trình. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, cô Chu, một cư dân ở thành phố Đại Kiều, thị trấn Diệu Lâm, huyện Tùy, thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc, nói với phóng viên của Epoch Times rằng phố Đại Kiều ngập hết rồi, thị trấn chúng tôi đã có người bị chết đuối, nước lũ bịt kín cửa, có người chết đuối ngay trong nhà, có gia đình 4-5 người chết đuối, có người thì bị lũ cuốn trôi, thị trấn Diệu Lâm bị lụt nghiêm trọng, đã có người bị chết đuối. Trong 2 ngày liên tiếp, một số khu vực của tỉnh Hồ Bắc đã phải hứng chịu những trận mưa rất lớn, lượng mưa ở 10 ngôi làng và thị trấn ở Tùy Châu đã vượt quá 160 mm, lượng mưa cục bộ vượt quá 430 mm. Tùy Châu đã có lũ lớn, thị trấn Diệu Lâm bị ngập, hàng loạt cửa hàng trên phố bị ngập đến tầng 2, nguồn điện và thông tin liên lạc đều bị gián đoạn. Các video trên Internet cho thấy nước lũ chảy xiết dọc theo thành phố Đại Kiều ở thị trấn Diệu Lâm, nước dâng đến mức ngập đến tầng 1. Cô Chu nói với phóng viên của Epoch Times vào chiều hôm thứ Hai rằng phố Đại Kiều bị ngập toàn bộ, đồ đạc trong nhà đều bị chìm trong nước, có người còn bị chết đuối ở thị trấn chúng tôi. Trời bắt đầu mưa vào khoảng 2 giờ sáng hôm thứ Hai. Chúng tôi cũng không ngờ nước sẽ dâng cao như vậy. Mọi người đang ngủ, đóng cửa và không nghe thấy gì. Nước dâng lên dữ dội chứ không phải từ từ. Muốn chạy cũng không kịp. Cô Chu buồn bã nói, tầng 1 bị ngập hết, mọi người đều chạy lên tầng 2. Có nhà không có tầng 2, nước lũ làm tắc cửa không mở được nên đã chết đuối ở trong nhà. Vì không có lối thoát nên rất nhiều người đã chết đuối. Có gia đình chết 4-5 người, thật khủng khiếp. Cửa hàng cô Chu trên phố Đại Kiều cũng bị ngập. Rất may là cô không có mặt ở cửa hàng vào tối hôm đó nên đã may mắn thoát nạn. Tôi rời cửa hàng do có việc phải về nhà. Có một ngôi nhà khác cũng bị ngập nhưng không nghiêm trọng như cửa hàng của tôi. Hiện tại tôi đang ở trên tầng 2 và không thể xuống tầng 1 được nữa. Cô Chu cho biết thật nguy hiểm, mọi người không có nơi nào để chạy. Một người đàn ông ở cửa hàng bên cạnh nhà tôi đã ra ngoài vào tầm 2-3 giờ sáng để cứu chiếc xe của mình, nhưng anh ta đã bị lũ cuốn trôi. Hiện tại vẫn chưa tìm thấy. Người nhà tìm anh ta khắp nơi, không biết lũ đã cuốn đi đâu. Một số người còn bị trôi thẳng xuống sông, thi thể vẫn chưa được tìm thấy. Bây giờ nước trên các đường đã ít hơn, nước đang từ từ rút, nhưng chúng tôi không vào được cửa hàng trên thành phố Đại Kiều. Nước vẫn đang làm tắc đường, xe hơi không đi được, nước sông cũng chưa rút đi. Lần này tổn thất quá lớn rồi. Người phụ trách các bộ phận liên quan của huyện Tỳ nói với kênh tin tức Thượng Lưu rằng họ đang bị mất liên lạc với trung tâm thị trấn Diệu Lâm và con số chưa rõ thương vong. Cô Cao, nhà ở phố Đại Kiều, thị trấn Diệu Lâm hiện đang ở bên ngoài, cô nói rằng đêm qua nước sông dâng lên rất dữ dội, nước sâu 3-4 mét, nhà cửa đều bị ngập hết, có người chạy được, có vài người bị lũ cuốn trôi. Tôi muốn về gấp vào ngày mai, nhưng bây giờ đường xá bị tắc nghẽn hết. Điện và sóng điện thoại đều bị ngắt, tôi không thể liên lạc được với dân. Cô Cao nói, ông Lưu, một người dân ở thị trấn Hồng Sơn, huyện Tùy, thành phố Tùy Châu cho biết, trời đã mưa từ trận mưa trưa qua cho đến giờ vẫn chưa ngớt, nước ngập đến mái nhà rồi. Hiện tại chúng tôi đều đã chạy hết lên núi, sắp bị cắt điện rồi, điện thoại di động cũng không có tín hiệu. Dân làng đều chạy tìm chỗ nào không có nước, nước sâu đến 1-2 mét, cả làng đều chạy hết rồi. Trời mưa quá dữ dội, nước sông tràn lên cả rồi, ông Lưu nói. Các phóng viên của Epoch Times đã gọi hàng chục cuộc điện thoại đến cư dân sống trên phố Đại Kiều và thôn cổ Thành Phiến, thị trấn Diệu Lâm, nhưng không ai bắt máy. Tôi cũng không biết nguyên nhân tại sao nước dâng lên nhiều như vậy, cô Chu nói. Hai bên nhà tôi có quá nhiều nhà cửa, nước tích lại không thoát được, không có chỗ nào là không có nước. Ở đây cứ 5 năm lại có một trận lụt lớn, thật đáng sợ. Năm 2016 từng có một trận lũ lớn, lần lượt nước dâng lên không chết người, nhưng lần này có người chết đuối. Tại thành phố Tùy Châu có 141 hồ chứa bị tràn. Theo thông tin từ Cục Khí tượng tỉnh Hồ Bắc hôm nay cho biết, trong ngày hôm qua, huyện Thần Nông Xá và phía đông nam của thành phố Hoàng Cương đã có mưa lớn cục bộ. Vào ban đêm có mưa to đến rất to ở thành phố Tương Dương, huyện Tùy kèm theo sấm sét và mưa xối xả trong thời gian ngắn. Theo ghi nhận, lượng mưa đã khiến một số khu vực bị ngập úng nghiêm trọng. Lượng nước tích tụ ở thị trấn Liễu Lâm sâu đến 2,96 m, ở thị trấn Viễn Tử Hà Tiểu là 2,54 m, thôn Cổ Thành, Hà Tề Bình và thôn Song Tinh, lượng nước tích tụ ở nơi sâu nhất là 2,2 mét, ở thôn Kim Kiều là 1,9 mét. Toàn thành phố Tùy Châu, 141 hồ chứa đã vượt mức dung tích lưu trữ và đang tràn. Tính từ 8 giờ ngày hôm qua cho đến 8 giờ ngày hôm nay, có 10 thị trấn và làng mạc ở Tùy Châu có lượng mưa vượt quá 175 mm. Hiện tại trên địa bàn thành phố đã xảy ra lũ lụt trên diện rộng, các hồ chứa nhỏ đang có nguy cơ xảy ra sự cố. Đợt mưa lớn lần này đã gây ra nhiều thảm họa nghiêm trọng ở Liễu Lâm, Hồng Sơn, Trường Cương, Hà Điếm, Lạc Dương và nhiều thị trấn khác, trong đó thị trấn Diệu Lâm đã bị ngập lụt. Thưa quý vị, sau những hậu quả để lại của một thảm họa, những nỗi đau mất mát trong việc tìm kiếm và đôi khi là tìm thấy người thân của mình đã ra đi thật sự, quả là khó để có thể tự chữa lành. Khi trận lũ gây ra thương vong tràn vào thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc vào tuần trước, một tuyến tàu điện ngầm ở địa phương vẫn đang hoạt động, dịch vụ đã bị gián đoạn đột ngột khi chuyến tàu này gần như bị chìm hoàn toàn dưới nước. Hai người phụ nữ đã mất đi chồng của mình chia sẻ những câu chuyện thật đau lòng của họ.
về những gì họ đã chứng kiến trên tuyến tàu điện ngầm ngày hôm đó. Cả hai đã tìm thấy thi thể của chồng mình sau khi công ty Trịnh Châu Metro đồng ý rút nước lũ từ đường hầm ngập nước của họ. Trong khi một số gia đình vẫn tiếp tục nuôi hy vọng tìm thấy những người thân của mình, hai người phụ nữ này đã phải nhận cái kết thương tâm một tuần sau thảm họa. Trận lũ lụt xảy ra ở Trịnh Châu khi Trung Quốc yêu cầu một hồ chứa gần đó xả nước ngay khi mưa lớn ập đến trung tâm giao thông của Trung Quốc, nhưng không thông báo cho thành phố. Nước lũ đã tràn vào hệ thống tàu điện ngầm, lúc đó vẫn đang hoạt động, làm ngập khiến hàng trăm hành khách bị mắc kẹt trong hơn 2 giờ đồng hồ. Mà đối với một số người, nó đã trở thành đấm mù ngập nước. Nhiều thi thể đã được tìm thấy trong số những người bị cuốn trôi khi họ cố gắng chạy khỏi tàu hoặc nhà ga tàu điện ngầm này. Hôm đó, chính quyền Trung Quốc đã thông báo có tổng cộng 14 người thiệt mạng trong chuyến tàu này, trong số đó bao gồm cả chồng của hai quả phụ này. Hai thi thể đã được tìm thấy sau đó 5 đến 6 ngày. Cùng ngày, chính quyền tỉnh Hà Nam cho biết tổng số người thương vong vì trận lũ trên địa bàn tỉnh là 71 người. Hiện vẫn chưa rõ còn bao nhiêu người bị mắc kẹt trong trận lũ lụt ở tuyến tàu điện ngầm. Vào thời điểm hiện tại, một số lượng lớn bài đăng về những người mất tích đã được đăng trên nhóm truyền thông xã hội có tên là Mưa Bão Hà Nam, giúp đỡ lẫn nhau. Anh Satao, một trong hai người chồng đã mất đi tính mạng vào hôm qua cho biết, chỉ còn vài ngày nữa là anh đón sinh nhật của mình. Cuối cùng, tôi cũng được nhìn thấy anh ấy tại nhà tang lễ. Anh ấy đang nằm bên trong một chiếc hòm đông lạnh được đánh dấu là vô danh. Kể từ hôm nay, tôi không có chồng, con gái tôi không có cha và bố mẹ chúng tôi không có con trai. Vợ anh viết trên tài khoản Weibo, một nền tảng mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc. Cô ấy cũng đã không cung cấp tên của mình. Vợ của anh Sa đã mô tả thực tế khủng khiếp khi nhìn thấy thi thể của chồng mình bị hủy hoại sau 5 ngày. Từ 3 ngày nay, người ta liên tục nghe thấy âm thanh của một người phụ nữ qua một chiếc loa phóng thanh vang qua đường hầm tàu điện ngầm gặp nước. Giọng cô gọi tên anh ấy, Châu Đức Cường, anh chưa bao giờ làm em thất vọng. Chồng ơi, cố lên! Em đang đến đây. Anh Châu, 38 tuổi, đã di chuyển từ Thượng Hải đến Trịnh Châu trong một chuyến công tác. Thi thể của anh ấy đã tìm thấy trong đường hầm tàu điện ngầm vào hôm Chủ nhật. Giọng nói trên loa phóng thanh là vợ của anh Châu, cô ấy họ Bạch. Cô đã lập tức bắt đầu hành trình dài gần 600 dặm từ Thượng Hải đến Trịnh Châu vào tối hôm thứ Ba. Vài giờ sau khi nhận ra rằng anh Châu đã mất tích, cô Bạch đã nói với hãng thông tấn Tề Hoan hôm thứ Sáu rằng tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát và tất cả các nhóm cứu hộ chuyên nghiệp mà tôi có thể tiếp cận, nhưng không thể tìm thấy bất cứ sự trợ giúp nào. Vì vậy, tôi đã ghi âm lại âm thanh này và yêu cầu nhân viên tàu điện ngầm phát nó bên trong đường hầm để động viên anh Châu. Cô Bạch nuôi hy vọng rằng anh Châu có thể sống sót sau trận lụt. Theo anh Vương, đồng nghiệp của anh Châu, cả hai đã đi tàu điện ngầm cùng nhau vào chiều thứ Ba. Họ đang ở trong toa cuối cùng khi nước lũ làm dừng chuyến tàu giữa các nhà ga. Nhìn thấy nước dâng nhanh, anh Châu, anh Vương và những hành khách khác quyết định bỏ tàu và chạy về nhà ga. Các hành khách bám chặt vào các bức tường của đường hầm khi họ di chuyển, trong khi dòng nước cuồn cuộn chảy xiết qua họ. Anh Vương sau đó nói với cô Bạch rằng thảm họa xảy ra khi anh Châu bị dòng nước lũ cuốn đi. Anh Vương đã bất lực trong việc giải cứu anh ấy trong những ngày tiếp sau. Khi thoát được khỏi nhà ga, anh Vương cứ để yên vậy không nói gì. Tuy nhiên, anh ấy đã đồng hành cùng cô Bạch trong cuộc tìm kiếm chồng của cô. Chồng tôi thấp và gầy, có thể là anh ấy không thể bám vào tường. Tôi hy vọng có thể rút hết nước ra ngoài, có thể chồng tôi vẫn còn sống, cô Bạch nói vào hôm thứ Sáu. Nhưng hy vọng của cô đã tan thành mây khói vào sáng hôm Chủ nhật khi họ tìm thấy thi thể của anh Châu. Cô cho biết nỗi đau trong tim cô là không sao tả xiết. Anh Châu vẫn sống mãi trong trái tim của vợ anh. Cô không công khai họ đã có con hay chưa. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Bản tin 24 giờ để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.